Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 của sách Trên trời sáng tạo. Các phép tính dạng 34 cộng 23, 57 trừ 23. Các bạn mở sách trang số 52. Chúng ta có bài tập số 6. Đúng ghi đ, sai ghi s. Bây giờ các bạn phải tính lại cái phép tính này xem là nó có đúng hay chưa. Nếu mà đúng thì các bạn ghi chữ đ vào. Còn nếu mà sai các bạn ghi chữ s vào. Ok. Chúng ta qua bài tập số 7, viết số vào ô trống. Các phép tính như cái mê cung vậy đó. Xem bạn nào viết nè. Để cô xem nào. 36, tính hàng ngang trước nha. 36 cộng 12. Rồi các bạn đếm tay hay là các bạn đặt phép tính ra đều được nha. 36 cộng cho 12. Vậy thì chúng ta đếm hàng chục trước. 36 nè, trên giấy nè, một chục nè, 46 nè, viết 46 ra. 46 rồi bắt đầu cộng cho thêm 2 nữa. 46 trên giấy nè. Rồi 46 tới 47 nè, 48. Vậy thì cái phép tính này là bằng 48. Rồi, xóa 46 này đi. Đấy, các bạn đặt phép tính ra đi. Cô luôn luôn hướng dẫn các bạn hai bước để các bạn thực hiện cho nhanh. 6 cộng 2 bằng 8. 3 cộng 1 bằng 4. Đó là 48. Thấy kết quả giống nhau không? Cho nên cô nói tính nhẩm bằng cái ngón tay á thì rất là nhanh. Rồi 36 cộng 23 đối các bạn bằng bao nhiêu? Cộng nè, các bạn đếm hàng chục chứ nha. 36 cộng cho 20, 10, 20 nha. Nhớ hai số nha. Nắm tay lại. 36 nè, 3 được tới 4 đúng không? 36 nè, 46 nè, 56 nè, chúng ta có 56 viết ra. Rồi bây giờ cộng cho cái hàng đơn vị 56 nè. Trên giấy nè, 57, 58, 59. Vậy là phép tính của chúng ta bằng 59. Xóa cái số này đi. Rồi các bạn đặt phép tính 36 cộng 23. 36 cộng 23, 6 cộng cho 3 thì bằng 9. 2 cộng 3 cộng cho 2 bằng 5. Các bạn viết ra cũng bằng 59. Các bạn thấy chưa? Cái cách tính nhẩm tay các bạn đòi hỏi phải luyện tập thường xuyên thì các bạn mới nhớ được ha. Rồi tiếp theo chúng ta có cái hàng 59 trừ 23. 59 trừ 23. Rồi bây giờ các bạn trừ hàng đơn vị trước là 59 nè, trừ cho hàng đơn vị là 3, 1, 2, 3. 59 trên giấy nè, trừ bớt còn 58 nè, bớt nữa 57, 56. Chúng ta có 56. Rồi 56 trừ cho 20 hàng đơn vị, 1 chục, 2 chục. 56 nè, trừ cho tiếp trừ xuống là 5 rồi giờ tới 4 nè, 46 nè, 36. Vậy là chúng ta còn lại số 36 ở đây. Xóa đi. Rồi bây giờ các bạn đặt phép tính ra. Rồi chúng ta có 9 nè, trừ cho 3 thì các bạn còn 6. Các bạn viết 6 thẳng với hàng đơn vị cho cô. Rồi 5 trừ cho 2 thì các bạn chỉ còn 3. Vậy là phép tính bằng 36. Các bạn thấy nhanh chưa? Rồi bây giờ chúng ta đã tính hết vòng quanh rồi. Bây giờ còn cái phép tính ở đây. Đây, phép tính ở đây thì các bạn thấy đây là phép cộng đúng không? Đây là phép cộng thì chúng ta sẽ lấy số lớn của cái dấu bằng phía bên dấu bằng này trừ cho số bé là 23 trừ cho 12. Rồi các bạn lấy 23 trừ cho 12. Các bạn đặt phép tính ra 23 trừ cho 12. Đó, các bạn tự tính ra nha. Các bạn nào trừ ra chưa nào? 3 trừ cho 2, các bạn có 3 trừ cho 2 thì còn lại là 1. Rồi, 2 trừ cho 1 thì còn lại 1. Vậy suy ra chúng ta có phép tính ở đây là 11. Rồi bây giờ các bạn thực hiện đếm ngón tay được không? 23, chúng ta có 23 này. Trừ cho 2 nha, trừ cho 2 hàng đơn vị trước nè. 2 nè. 23 nha. Bắt đầu trừ nè. 23 lùi xuống là còn 22 này, 21 nè. Các bạn viết 21 ra nè. Rồi bây giờ từ 21 mà các bạn trừ cho thêm một chục. Một chục nè. 21, bắt đầu 21 trên giấy nè. Rồi trừ cho một chục nữa là 11. Được chưa? 21 lùi lại một chục là 11. Các bạn nhớ thế các bạn nha. Vậy là phép tính ở đây cũng là 11. Đó, hai phép tính giống nhau. Rồi chúng ta có cái phép tính dấu trừ mà
Dấu trừ là 23 trừ 11 vẫn bình thường, các bạn tính ra 23 trừ 11 thì các bạn tính đặt tính ra hoặc là các bạn trừ theo ngón tay, có 23 trừ cho một đơn vị trước nè, 23 lùi xuống còn 22 nè, 22 nè, bây giờ trừ cho một chục nè, 22 trừ cho một chục nha, một chục này các bạn, rồi 22 trừ cho một chục thì còn lại là 12, các bạn có cái đáp số là 12. Rồi bây giờ chúng ta xóa cái này đi, các bạn viết các tính là tính, chúng ta có 23 trừ cho 11, 23 trừ 11 bằng bao nhiêu, 3 trừ cho 1 thì bằng 2, các bạn viết số 2 này, 2 mà trừ cho 1 thì còn lại là 1, vậy suy ra các tính bằng 12. Rồi vậy chúng ta đã xong bài hết rồi ha, bạn nhớ luyện tập đi luyện tập lại cho nhớ các tính. Bài tập số 8, nối sơ đồ với phép tính. Nối sơ đồ với phép tính theo mẫu, bây giờ người ta có mẫu rồi này, nhớ chấm hỏi này, ở đây chưa có biết cái số nào, cái số ở đây là số lớn nhất đấy các bạn. Để ta tách ra được 50 và 40, tức là 50 và 40, vậy 50 cộng cho 40 thì bằng bao nhiêu các bạn? 90, các bạn đi tìm đi, 50, 40 cộng 50 bằng 90 nè, có 4 nè, 40 nè, 50 nè, 90 nè, các bạn nối vào, được chưa? Đó là theo mẫu đó. Đây ta gọi là sơ đồ gì các bạn? Gộp, gộp có nghĩa là 50 cộng cho 40 nha các bạn. Thì nó ra là 90, các bạn gộp lại là các cộng này các bạn. Rồi bây giờ ở đây là số lớn nhất, tách ra thì các bạn là phép trừ nha. Ở đây là phép trừ. Vậy 90 trừ 50, 90 trừ 50 này các bạn, nối vào thì ở cái ô này là 40. Đó, người ta cho sẵn là 90 rồi các bạn, tìm các tính nè, 50 có rồi nè, 40 chưa có đó, nối vô, viết vào. Người ta không yêu cầu mình viết đâu, người ta kêu mình nối thôi, thì các bạn nối thôi. Rồi bây giờ ở đây có 40, 50, 40. Đây là sơ đồ gì đấy các bạn? Đây là số lớn nhất nè. Đây là sơ đồ gộp thì các bạn là sơ đồ phép cộng. Ở đây có một phép cộng thôi, nối vào. Vậy suy ra cái dấu chấm hỏi này là 40 cộng 50 thì bằng 90. Đó là sơ đồ gộp đó. Rồi bây giờ lại qua sơ đồ tách nè. Đây là số lớn nhất, 90 lớn nhất nè. Tách ra được 40 rồi nè. Thì còn thiếu cái số nào? Phép trừ, đây 90 có rồi nè, 40 có rồi, vậy thì thiếu số 50 ở đây thôi, vậy là nối vào. Các bạn thấy bài toán dễ không? Dễ nếu như mà các bạn chú ý sơ đồ tách gộp và hiểu được đâu là tách, đâu là gộp. Tách có nghĩa là từ số lớn mình tách ra hai số nhỏ, mình làm phép trừ đi đấy. Rồi cái gộp á là hai cái số nhỏ ở hai bên này nè, gộp chung lại thành một cái số lớn ở đây, mình làm phép cộng á. Nên mình nhìn cái phép tính rồi mình làm vô thôi. Ở trên cũng vậy ha. Rồi chúng ta qua bài tập số 9, câu A tính. Các bạn phải tính tính những cái tính ở trong cái bong bóng. Rồi bây giờ các bạn tính đi. Căn nhà bây giờ tính nè. 69 trừ 52. 69 trừ 52 bằng bao nhiêu? Ai tính ra rồi. Bây giờ tính nhanh nha. Hàng đơn vị trước. 9 trừ 2. Chúng ta có 9 mà trừ cho 2 thì bằng 7, viết 7 vào. 6 trừ 5, chúng ta có 6 mà trừ cho 5 thì bằng 1. Có ai làm nhanh giống như cô chưa? Nhớ viết thẳng hàng đơn vị hàng chục cho cô nhé. 50 mà cộng cho 8. 50 cộng cho 8 thì bây giờ các bạn có 8 nè. 50 các bạn, 50 trên giấy nè. 51 này, đếm này, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, bằng 58. Đó, cái cách đếm ngón tay là nó có lợi như vậy đó. Rồi, 90 trừ 40. Có 90 này, trừ cho 40 này thì còn lại là 50, các bạn biết 50 ở đây. Rồi, 87 trừ 46. 7 đơn vị trừ 6 đơn vị. Chúng ta có 7 đơn vị mà trừ cho 6 đơn vị thì chỉ còn lại 1 đơn vị. Các bạn viết số 1 vào đây. 8 đơn vị, 80 trừ cho 40. 8 trừ cho 4
thì còn lại là 40. Các bạn viết 40 vào đây. Rồi qua bên đây, 69 cộng cho 10. À, 10 là 10 đấy các bạn. Rồi 69 trên giấy, 10 nữa là 79. Thấy không, đếm tay có lợi không? Hàng chục rất là có lợi. Rồi xong rồi, qua bên phép tính bên đây, ba tính ở trên đi, 98 trừ 35, 8 đơn vị trừ 5 đơn vị, chúng ta có 8, 8 a trừ 5 thì còn 3. Trời ơi, quá bạn tính nhanh hơn cô. 9 mà trừ cho 3 thì còn lại là 6. Đó, cứ hàng thẳng trừ cho nhau thôi. Các bạn nghe cô giảng thì từ từ các bạn hình dung ra được cái phép tính cho mình. Rồi 8, 18 cộng 21, 8 đơn vị cộng 1 đơn vị. Chúng ta có 8 rồi, cộng 1 là 9. À, biết thẳng vô. Rồi 1 cộng 2 thì bằng 3. Ôi sao bài dễ quá vậy. Rồi 3 cộng 7, à, 3 cộng 7 thì bằng 10. Các bạn biết rồi mà. Rồi 55 trừ cho 5, trừ 5. Bắt đầu trừ nè, 55 trên giấy này, 50, 4, 50, 3, 52, 51, 50. À, vậy còn là 50. 76 trừ 4, à, 4 nè các bạn. Bây giờ các bạn trừ nè, 76 trên giấy nè, 75 nè, 74, 73, 72. Vậy là chúng ta còn 72. Rồi xuống bài tập tiếp theo. 41 cộng 10. Vậy 40 cộng 10 nè là bằng 50, 51 nè. À, là bằng 51. Rồi tiếp theo. 10 cộng 40, không, 10 cộng cho 40 thì bằng 50. Dễ quá. 10 trừ 6 có 10 nè, trừ cho 6 ha. Trừ cho 6 đi này. 6 này cô đếm này. 10 trên giấy này, 9 này, 8, 7, 6, 5, 4 bằng 4. Rồi 5 đơn vị đứng một mình là 5 đơn vị xếp thẳng hàng là chính xác rồi nè. 5 mà cộng cho 3 nữa thì bằng 8 này, tiếp 8. Ui, nó nhảy số đó các bạn. Rồi 4 ở trên này không có số nào nè, vậy 4 viết hạ 4 xuống đây. Rồi qua bên 71 trừ 11. 71 trừ 1, 1 đơn vị trừ 1 đơn vị, 1 trừ 1 thì bằng 0. Viết số 0 và thôi. Rồi 7 trừ cho 1 thì bằng 6. Quá dễ. Rồi bài tập xong rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ người ta yêu cầu cái gì đây? Câu B, tô màu theo kết quả lớn hơn 50 đỏ. Thì số nào lớn hơn 50 tô màu đỏ, bằng 50 tô màu vàng, bé hơn 50 tô màu xanh. Có hai màu xanh, xanh lá, xanh dương, các bạn muốn tô màu gì các bạn tô. Rồi bây giờ các bạn đi tìm cái số lớn hơn 50 đi, các bạn tô màu đỏ. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm nha. 17 nè, 58, 50 rồi mà còn 8 nữa, vậy là lớn à. Lớn hơn 50 tô màu đỏ các bạn. Ý của tôi lem rồi. Các bạn tô hết vào đây cho cô. Trời ơi, cô tô đầy nên luôn không nhìn thấy số luôn. Các bạn nào tô xong rồi nhìn thấy số không? Ok, rồi tiếp theo 50, à bằng 50 rồi ha. 41, nhỏ hơn rồi. 79. Ui, cái bong bóng này cũng màu đỏ nè. Lớn hơn 50 rồi. Tô vô đầy các bạn ơi. Tô đầy vào. Rồi các bạn nhớ tô đầy vào nha. Lấy bút màu đỏ, màu cái màu bút màu á, tô đầy vào. Rồi tiếp theo 63 này. Ồ, lớn hơn 50 rồi đó, tô màu đỏ vào. Tô hết vào. Rồi 39, ồ nhỏ hơn 50 rồi, 10 nhỏ rồi, 50 bằng rồi. 72, rồi nó đây này, màu đỏ này. Lớn hơn 50 này. Rồi các bạn xuống cái bong bóng này đi. 51, à 50, 51 nè.
lớn hơn 50 là tô màu đỏ cho cô nha, theo đề yêu cầu đấy chứ không phải cô yêu cầu đâu. Rồi 50 nè, à, bằng nhau rồi, 4 nè nhỏ rồi, 48 nhỏ hơn 50 này, 60 lớn này. Ồ. Rồi xong, vậy là chúng ta đã xong cái nhiệm vụ tô màu đỏ. Tiếp theo, cái này xong rồi. Bằng 50 tô màu vàng, bây giờ các bạn lấy màu vàng đi các bạn ơi. Rồi, 50 đâu? Đây 50 này, tô màu vàng vào. Xong nè. À, ở dưới đây có 50 nè, tô màu vàng cho cô nè. Ok. Rồi, ở đây có 50 này, tô màu vàng này. Rồi các bạn tô xong rồi, chúng ta đọc phần tiếp theo. Bé hơn 50 tô màu xanh. Đấy các bạn lấy màu xanh thì các bạn tô vào. Ờ, cái này 17 bé hơn 50 này, tô màu xanh này. Rồi 41 bé hơn 50 tô màu xanh cho cô nha. Cô đẩy cái bong bóng lên thì nó sẽ đẹp thôi. 39 cũng bé hơn 50. Các bạn tô màu xanh vào. Số 10 bé hơn 50 các bạn cũng tô màu xanh luôn. Tôi đẩy vào nha các bạn. Rồi số 4 cũng bé hơn 50 các bạn tô màu xanh vào. Cái bút màu của cô nó chậm quá mà. Nó nhỏ quá tô chậm. Rồi 48 cũng nhỏ hơn 50 các bạn tô màu xanh vào. Vậy là chúng ta đã xong bài học rồi đấy các bạn ơi.